Xin kính chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh 60 giây. Chủ đề hôm nay, Việt Nam nằm trong top 5 nước mua Su-57. Ấn phẩm Military Watch, Nga mới đây đăng tải một bài viết dự đoán top 5 khách hàng tiềm năng nhất của dòng máy bay tiêm kích tàng hình Su-57. Trong đó đáng chú ý có đề cập tới khả năng Việt Nam sẽ nhập khẩu mẫu máy bay chiến đấu thế hệ năm này. Theo báo chí Nga, Việt Nam có thể sẽ mua Su-57 trong giai đoạn 2030-2035 để thay thế cho dòng Su-27-30. Nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam khiến cho khả năng này có thể sẽ thành sự thật. Thật vậy, với truyền thống sử dụng máy bay chiến đấu Nga kể từ ngày thành lập, rõ ràng Việt Nam là một trong những ứng viên tiềm năng nhất không chỉ Su-57 tương lai, mà cả các thế hệ, như Su-35S hay Su-30SM rồi Su-34. 4 quốc gia còn lại là Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria và ngạc nhiên thay người ta dự đoán Thổ Nhĩ Kỳ cũng nằm trong top khách hàng tiềm năng Su-57 dù nước này có gây hấn với Nga không ít lần. Theo Military Watch, Trung Quốc có thể vẫn quan tâm lớn tới Su-57, dù thực tế không quân nước này đã có tiêm kích thế hệ 5 J-20. Tuy vậy, xét về kỹ thuật thì Su-57 ăn đứt J-20 về động cơ kiểm soát vector lực đẩy, tải trọng chiến đấu, khí tài điện tử. Bên cạnh đó, tác giả dự đoán Su-57 sẽ là phương án mà Hải quân Trung Quốc chọn và trang bị cho tàu sân bay hạt nhân của nước này trong tương lai, bởi hiện tại J-20 ít có khả năng có thể tác chiến trên hàng không mẫu hạm. Dẫu vậy, Ấn Độ có lẽ mới là khách hàng đầu tiên của Su-57, trong khi các nước khác mới chỉ ở dạng tiềm năng. Ước đoán từ bên thứ ba thì New Delhi, vào tháng 2 năm nay đã bày tỏ sự quan tâm rõ ràng về chiếc máy bay mới. Họ hiện đang xem xét việc Su-57 liệu có phù hợp với học thuyết tác chiến của mình hay không. Việc Ấn Độ sớm tìm hiểu về máy bay Su-57, dù chúng còn chưa chính thức biên chế cho không quân Nga, bởi nước này luôn phải tìm cách chống đỡ hai địch thủ. Trung Quốc sắp trang bị J-20 và Pakistan, đồng minh thân cận của cả Trung và Mỹ. Military Watch trước đoán, Algeria cũng có thể sẽ trở thành khách hàng của dòng tiêm kích tàng hình Su-57 không sớm hơn những năm 2030. Đối với Algeria, máy bay chiến đấu tàng hình là công cụ răn đe mạnh mẽ với các thế lực phương Tây. Mặc dù là đồng minh thân cận của Mỹ và NATO nhưng Military Watch cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có tiềm năng lớn để trở thành khách hàng của Su-57. Thậm chí truyền thông quốc gia này nhiều lần tuyên bố khả năng Ankara mua Su-57 vì loại máy bay này có lợi thế tốt hơn so với mẫu F-35. Đó là chưa kể, Ankara đang quyết tâm sở hữu S-400 Triumph hoặc cho mọi răn đe từ Mỹ. Dĩ nhiên, các khách hàng Su-57 sẽ không nhận được mẫu máy bay mà Nga đang thử nghiệm hiện tại, thay vào đó sẽ là phiên bản dành cho khách hàng xuất khẩu được định danh là Su-57E. Dự kiến, mô hình hoặc tài liệu ban đầu về Su-57E sẽ được ra mắt tại triển lãm Dubai năm 2019. Thông thường phiên bản xuất khẩu sẽ bị cắt giảm nhiều mặt về tính năng động cơ, điện tử hay vũ khí, tuy vậy nó vẫn phải giữ độ hấp dẫn cần thiết. Hãy cùng chờ xem nước Nga sẽ tạo ra Su-57E thế nào để buộc top 5 khách hàng tiềm năng phải xuống tiền. Đừng quên để lại ý kiến của bạn bên dưới mô vi. Nhớ like và search để ủng hộ kênh. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong mô vi kế tiếp.